Đang đổ xăng vào ban đêm thì gặp ngay lũ cướp cạn. Và đây là cách mà người đàn ông đuổi chúng đi. Bằng xăng thôi các bạn, bằng xăng. Ông ta đã xịt xăng vào người bọn chúng không thương tiếc. Tiếp tục là pha trộm cắp của một thanh niên đáng nghi đang chạy xe đạp vào sân của gia chủ. Nhưng hắn ta không ngờ rằng gia chủ đã để ý hắn mấy ngày nay. Người chủ bận đi ra ngoài có chút việc, dặn hai con chó ở nhà đợi lấy đồ ăn nhanh, và bọn chúng đã làm việc tốt hơn cả mong đợi. Một camera an ninh đã quay được một trường hợp trộm cắp lộ liễu của người đàn bà ngáo đá. Theo đó, cô ta đã cố gắng đủ mọi cách để nhồi nhét, nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa thì công an đã chờ đợi ở đó được 5 phút. Một tên trộm đang cố gắng trộm ví của người đứng trước, nhưng hắn ta không biết rằng một sĩ quan cũng đang đứng bên cạnh. Một cô gái đang lấy khăn lau nước mũi và chưa kịp quăng đi thì bọn cướp chạy xe từ đằng sau vụt qua mặt cô ta và lấy luôn chiếc khăn dính nước mũi. Một trường hợp móc bóp lại diễn ra ở một siêu thị, nhưng mọi hành động của tên trộm đã bị một nhân viên an ninh quay lại được. Đây là cảnh mà tên cướp trộm xe ở nơi công cộng. Có lẽ hắn ta đã chán cuộc sống tự do. Cũng có thể hắn muốn vào tù để được lo ngày ba bữa. Đây là một màn trộm kinh điển của một cô gái mặc váy dài. Sau khi xem qua đoạn clip này, các chủ cửa hàng cần phải kéo váy của mấy cô lên xem trước khi tính tiền mới được. Có thể nói đây là một pha trộm xe không coi ngày của một tên trộm. Mọi thứ đã rất chót lọt cho đến khi phần hông của chiếc xe không lọt qua khe cửa. Miếng bánh đưa đến tận miệng mà ăn không được mới tức chứ. Tiếp tục là màn trộm xe lộ liễu của một kẻ muốn đi tù. Hắn không ngờ rằng hành vi của hắn đã bị camera quay lại. Và sau khi vụ việc này xảy ra, công an đã đến tận nhà để hỏi thăm. Đây là một pha xử lý tình huống tuyệt vời của một người phụ nữ khi cô ta thấy bọn cướp chạy đến để cướp túi sách của mình. Các bạn nữ nên xem qua để học hỏi kinh nghiệm này. Đây là tình huống vỡ khóc vỡ cười dành cho anh shipper giao hàng. Cũng nhờ vậy mà nhà hàng mới biết được mình đã mua cửa kính điểu. Một người đàn ông đang đi toilet nhưng có vẻ anh ta không nhìn thấy rõ đường và do anh ta đã đi nhầm xuống cầu thang bộ thay vì đi vào nhà vệ sinh. Một chú em đang rất hào hứng đi vào tiệm net và một chuyện có lẽ có chết chúng ta cũng không ngờ đang xảy ra khiến cho chú em một phen kinh hồn. Lần này chắc em ấy không dám đi chơi net nữa. Đây là đoạn phim được quay lại với tiêu đề hình như con nai này nó muốn đi xe bus. Đây là một trường hợp có 102 vô tình quay được một chú gấu có niềm yêu tha thiết với nghệ thuật múa. Có thể nói đây là một trường hợp nghi ngờ lẫn nhau có thể dẫn đến đánh lộn. Cuối cùng chung quy cũng là do mấy con chó mà thôi. Đây là một trường hợp tiếc của một nam thanh niên. Chỉ vì tiếc cây kem đang nằm trên mặt đất mà anh ta đã có những hành động rất buồn cười. Nhưng khi biết mình bị camera quay lại, anh ta đã có tình huống rất quyết liệt.
Một con gấu đang thưởng thức món ăn từ cửa hàng tiện lợi và dĩ nhiên nó không thích có người quấy rầy. Đây là một ngày kinh hồn của một tài xế lái xe tải. Chỉ cần chậm một giây thôi, anh ta đã bị con báo này xử lý đẹp. Khi làm những việc cần sự thăng bằng thì đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Và khi xem qua đoạn clip này, chúng ta thừa biết rằng anh chàng này là một người rất nóng tính. Đang ngủ say thì rắn bò vào chăn. Rất may cho người đàn ông này, anh ta đã có những phản ứng rất nhanh và chính xác. Nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Số không được hưởng là cụm từ mà VinFast sử dụng cho người ông này. Cụ thể là ông ta được 2 phiếu uống bia miễn phí tại cửa hàng nhanh và cả 2 lần, chính tại ông ta đã làm đổ hết tất cả các ly bia của mình.